Chương trình Kiến thức tổng quát với Vân Anh và Dana Phương Dung xin được kính chào quý vị khán giả của VNTV. Chào Dana. Chào chị Vân Anh, Phương Dung xin chào quý vị khán giả của VNTV. Vâng, thưa quý vị, Dana Phương Dung Võ, cô là MBA, là founder CEO, là người sáng lập viên của một công ty gọi là Medical Spa Derma Utopia. Để biết thêm chi tiết thì mời quý vị vào thăm trang nhà của cô. Thì ngày hôm nay Phương Dung sẽ chia sẻ với chúng ta qua cái đề tài ăn uống như thế nào để có một làn da đẹp. Cảm ơn chị Vân Anh. Thì thật sự ra giống như Phương Dung nói là về cái dưỡng da và cái mặt phương trình dưỡng da thì mình nói là có nhiều yếu tố. Ngoài cái yếu tố về cái cuộc sống của mình nè, và cái yếu tố cái ăn uống, và cái yếu tố của cái những cái dưỡng da mà mình dùng. Thật sự ra người phụ nữ, người nào cũng có một cái sắc đẹp riêng, đúng không chị Vân Anh? Nhưng nếu như mà mình biết được làm cho cái sắc đẹp đó nó ẩn hiện ra thì rất là, đó là một cái sắc đẹp tự nhiên mà không ai có thể even có sửa chữa cũng không có đưa định cái thằng sắc đẹp tự nhiên đó. Thì hôm nay Phương Dung cũng nói với chị Phương Vân Anh, giống như mình chuyển qua mùa thu thì da càng ngày nó càng khô. Vì khi trời lạnh rồi mình bật heat lên nè, rồi mình đi vô xe cũng heat, và khi trời lạnh quá mình cũng không có uống nhiều nước nữa. Thành ra cái nhấn mạnh mà về Phương Dung rất là nhấn mạnh cho quý vị là cái uống nước là rất là quan trọng. Nhiều khi mình quên đi, mình đi làm, mình ngồi ở bàn, mình không có nhớ uống nước, cứ để một ly cối bự thì bự. Cái đó là Phương Dung, cái đó là một cái bí quyết của Phương Dung, một cái ly cối bự thiệt bự, để khi mình lười mình vẫn có nước. Khi mình có nước thì mình cứ uống thôi, mà khi mình hết nước thì mình không uống. Thành ra cái đó là một cái bí quyết nhỏ của Phương Dung, mà khi để cho uống nước nhiều, và trong xe cũng để nước. Mà tại vì khi trời nóng thì mình không để được những cái bình bằng mũ, nhưng mà mình để những cái bình bằng thủy tinh để mình để trong đó để có nước, khi mình nhớ đến thì mình uống. Và cái bí quyết thứ hai nữa là trái cây. Khi mình nói đến da thì mình phải nói đến vitamin, đúng không chị? Vitamin E, vitamin C, vitamin E, những cái vitamin đó nó sẽ làm cho cái da mình đẹp. Thành ra Phương Dung lúc nào cũng nói cái dưỡng da bề ngoài nó không phải là a magic cream để làm cho cái da mình đẹp. Nhưng khi mình ăn những cái chất tốt trong người mình thì cái người mình nó sẽ khỏe mạnh, thì cái da mình nó sẽ ẩn lên, thì nó sẽ làm cho nó đẹp, nó trẻ, và nó có cái radiant look instead of nhìn cái da lúc nào cũng khô và thấy ấy. Khi mà nó khô thì lúc nào nó cũng làm mình già đi. Thì cái trái cây mà mình Phương Dung thường nói, mà mình ví dụ giờ mình nói về những cái da mà bị tổn thương đi, thì những trái cây mình ăn là cái gì? Trái cam, trái chanh, trái chuối, cà chua. Phương Dung nhớ hồi nhỏ lúc nào cũng dầm cà chua với đường đúng, ăn. Đúng rồi. Bỏ đá vô. Cà chua đường, cái đó rất là tốt. Rồi đậu đen, qua đậu bên xanh. Này sao mình không ăn cà chua dầm đá đường? Chị vẫn biết sao là tại mình vì có nhiều thứ quá. Mình có nhiều thứ quá. Cái thứ hai bây giờ nó thành cái gì cũng là trong cái lọ rồi. Nó xay hết sẵn rồi. Nhưng mà đối với Phương Dung, cái nào tươi vẫn là tốt hơn là trong bình. Tại khi tươi mình dầm ra thì cái chất vitamin nó còn nhiều hơn. Còn khi mình để frozen hoặc là mình để trong chai mà preservative, nó không còn đủ chất vitamin như là cái fresh nữa. Mà chị Vân Anh nhớ hồi thời ở Việt Nam mình ăn trái cây gì cũng là organic, đúng không? Rồi. Mà mình đâu có biết cái đó là tốt đâu. Đúng rồi. Nhưng mà qua bên đây rồi bây giờ mọi người mới hiểu được là cái organic fruit là tốt nhất. Đúng. Thì người Việt Nam mình, đồ ăn của người Việt Nam mình rất là tốt đó. Tại sao mình có nhiều rau? Rau mùng tơi, rau cải, rau gì đủ thứ, rồi bí này nọ. Thành ra cái bí quyết của Phương Dung là khi mà nấu ăn lúc nào cũng có một nồi canh. Phương Dung kể mấy cái món canh nó thấy thèm quá. Hoặc là mướp. Đúng những, rồi. Những cái đó thực sự ra Mỹ nó không có, nhưng mà Việt Nam mình có những cái chất đó, là rất là nhiều chất vitamin trong đó mà rất là tốt cho bộ phận của người mình, mà cũng là cái ruột của mình, mà cũng là cho da nữa. Cho da của mình. Thì khi da mình tốt thì cái da mình tốt. Bây giờ, từ nãy giờ thì Phương Dung đã chia sẻ với chúng ta về cái cách làm sao để cho chị em bạn gái của chúng ta nhớ là phải uống nước nhiều, phải ăn nhiều rau quả và những cái thức ăn mà mang đến vitamin E của chúng ta. Và bây giờ chúng ta đi vào cái bước mà Phương Dung trực tiếp mà hướng dẫn chúng ta, đó là chúng ta dùng các loại mỹ phẩm cũng như là cái cách make up cho khuôn mặt của chúng ta. Thì Phương Dung có thể một lần nữa giới thiệu về cái spa của Phương Dung, cũng như là những cái sản phẩm ở trong cái công ty Derma Utopia. Thì cái quan trọng nhất là cái foundation. Thì khi mình qua cái tuổi 30 rồi đó thì mình không thể nào mà dùng foundation được nữa, tại vì khi mình dùng thì nó làm khô da, và khi nó khô da nó sẽ đưa ra những cái lớp nhăn, thì nó sẽ làm mình già hơn. Thì cái quan trọng nhất là bây giờ nhiều người nghe về cái BB cream, nó gọi là beauty palm cream, là để làm gì? Cái đó nó có chất chống nắng trong chỏng, nó có CoQ10 trong chỏng, nó có a lot of zinc oxide và antioxidant.
nhưng nó cũng là một cái life foundation để mình bỏ lên, thì nó sẽ làm cái da mặt mình, cái thứ nhất mình không có bị cái lỗ chân lông mình nó không có bị clog á chị, nó bị che đi, mà nó làm cho da mình lúc nào cũng mịn, nhưng mà nhìn giống như là mình không có foundation, nhưng mà thật sự ra mình có một cái lớp rất là nhẹ để cho cái da mình lúc nào nhìn nó cũng natural, mà natural radiant beauty. Ở đây giống như chị Vân Anh để ngày hôm nay là nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự ra nhìn thì mình thấy da của chị, chứ thật sự ra mình không thấy cái foundation. Thì cái đó là cái quan trọng nhất, là cái lớp foundation. Vâng, và thưa quý vị, Vân Anh đã có đến cái spa của Phương Dung và đã có được Phương Dung chăm sóc, là được làm một cái bữa gọi là facial. Thì Phương Dung có thể giải thích cho quý vị khán giả cái sự cần thiết khi mà mình làm facial, tại vì Vân Anh biết cũng có nhiều người quan niệm rằng đó là một cái giống như là luxury, giống như là cái đó là nếu mà mình phải có tiền lắm mình mới tới đó để mình làm, hay là nó rất là cần thiết và nó giúp cho làn da của chúng ta được mịn màng, được đẹp. Đối với Phương Dung thì thật sự ra mình, người phụ nữ Việt Nam nói chung và cũng là nói riêng, mình không bao giờ mà lo cho chính mình. Đúng. Lúc nào cũng lo cho chồng, con, ba thấy mẹ tiếc rồi quá. Đến tiếp, không bao giờ lo cho mình. Nhưng thực sự ra cái đó là nói về cái cuộc sống, đúng không chị? Cái lifestyle. Khi mà cái body mình nó relax thì cái da mình cũng đẹp. Thành ra cái facial nó rất là quan trọng. Nếu như không làm được mỗi tháng, mình làm 2-3 tháng cũng được, mà nếu như không làm 2-3 tháng thì nên mua một cái mask mà về nhà khi mình ngồi mình có tivi, hoặc là mình nấu ăn, hoặc là mình làm giặt đồ, ủi đồ, mình bỏ nó lên, rồi khi mình xong xuôi mình đi tắm cũng được. Nhưng mà cái đó nó sẽ làm cho rất là quan trọng trong cái quá trình dưỡng da, vì những cái mask, những cái facial nó làm cái gì, nó sẽ remove những cái dead skin của chị nè ha, rồi nó lấy đi những cái blackhead, cái whitehead, rồi nó long xuôi làm cho cái da mình nó tightening, thì nó không có nhìn giống như là khi mình về già mình sẽ lo về wrinkle nè ha, mà mình còn phải lo là cái da mình nó sẽ xuống nữa. Thành ra hai cái đó nó rất là quan trọng, thành ra facial nó rất là quan trọng cho cái sự relax, release stress của mình, và nó also giúp cho cái da mình nó căng hơn, và mình prevent, mình slow down cái aging process, tức là mình làm nó chậm đi, chứ không thể nào mà mình kéo dài tuổi thanh xuân của mình ra. Và cái ý của Dana nói là bây giờ nhìn những người phụ nữ bây giờ, chị Vân Anh thấy không, 60 tuổi nhìn giống như 40 tuổi, đúng không? 40 tuổi nhìn giống như 30 tuổi, thành ra mình chỉ long life cái younger process của mình thôi. Thì cái đó là cái natural approach, là gì? Khi mà mình làm, mình overdo quá thì mình cũng nhìn nó không có natural nữa. Thành ra Dana always nói là mình age naturally. Tức là Dana nói rằng cái khi mà mình tới, mình lâu lâu mình làm facial rất là cần thiết, rất là cần cho thiết cho chị em phụ nữ chúng ta, và Dana nói là cho cái mind, cái body và cái soul, cho cái tinh thần của mình được relax, mình được thoải mái. Thì Dana nói là một tháng mình nên làm một lần, hay là cái thời gian như thế nào là mình nên làm facial một lần? Đối với Phương Dung thì một tháng một lần là tốt nhất, nhưng đâu phải là ai cũng có được một cái giống như là thời gian và điều kiện làm cái đó. Thì Phương Dung nói 3 tháng cũng nên làm. Even massage cũng là một cái mà relax cái body cho, tại vì khi mình đi nè, cái chân mình mệt, cái cổ mình mệt, khi mình massage thì khi mình relax thì nó cũng relieve được headache, on the stress, nó cũng làm mình younger nữa chị Vân Anh. Phương Dung có một cái package mà xoa tới 1 tiếng đồng hồ lần phải không Phương Dung? Đúng rồi. Và ở đó thì Phương Dung sẽ gửi đến chúng ta rất là nhiều những cái service rất là đặc biệt, như tất cả những information trên màn ảnh. Quý vị gọi thử Phương Dung để biết thêm chi tiết và ghé thăm cái văn phòng của Phương Dung một lần thôi, quý vị tới uống trà thôi rồi nói chuyện với Phương Dung, để Phương Dung sẽ có những cái chương trình rất là đặc biệt cho quý vị. Để cho chúng ta một lần nữa kéo dài tuổi thanh xuân. Chúng ta không có thể nào mà đi ngược lại với cái tạo hóa, phải không? Tạo hóa, đúng nhưng rồi, mà chị nhưng mà mình có thể kéo dài cái tuổi mình thanh xuân. Mình kéo dài, đúng rồi. Để chúng ta có thể trẻ mãi giống Phương Dung. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn Phương Dung và chúc cho công ty Derma Utopia càng ngày càng đón nhận được sự ủng hộ của đồng hương của chúng ta tại San Diego. Cảm ơn chị Vân Anh. Cảm ơn quý vị đã coi chương trình VNTV tối nay. Chúc quý vị một weekend, a long weekend được hạnh phúc, vui vẻ, và nhớ uống nước rất là nhiều nhé. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.